kể cả khi mà tôi đang chuẩn bị ra máy bay, tôi cũng tập trên máy chạy, tôi tranh thủ là thời gian. Running for the next aircraft. Bởi vì đây là cái thời điểm mà tôi đang chờ để nối chuyến. I do my weight training. Và đây là cái cân nặng của vali, tôi làm một cái như là thay cho tạ hàng ngày tôi tập vậy. And I love my sport. Và tôi đã 79 tuổi và trong hình ảnh thì các chị thấy là tôi đang đánh tennis với một anh chàng 26 tuổi. I love love. So here I am in Uganda, halfway.